La 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 la. Hay về nhà coi. Trời ơi, trời ơi, fan siêu cứng ơi. Em la là anh hết cả hồn luôn á. Có chuyện gì vậy? Em tìm được một cái này hay lắm nè. Lên em coi đi, lên đây coi đi. Đâu này ngồi coi đi này, coi gì? Đây này, để em mở cho anh coi cái này nè. Ok, mở đi. Đây chính là clip của bọn Hi Ha Pha Ke đó đi ha. Ồ, bọn xin tố Pha Ke nó đang clip gì vậy? Cái lũ khốn nạn đó đó. Đó đó, anh coi đi, coi đi. Gì chửi dữ vậy? Tại chết là chết. Vậy là kế hoạch của anh vẫn tiến triển đẹp đẽ đó. Đúng là thông minh mà. Đúng là anh Hi Ha của em thông minh nhất thế giới luôn á. Nhưng mà chúng ta không để yên cho nó như vậy được em à. Chứ anh muốn làm gì nữa hả? Anh muốn chúng ta phải khiêu chiến với nó, cho tụi nó tức điên lên luôn. Đến lúc đó chúng ta sẽ tìm cách tóm gọn tụi nó. Được, kế hoạch đó được á. Thì bây giờ mình dành bước đầu tiên là mình làm gì đây? Đương nhiên là chúng ta sẽ đóng giả thành những anti fan. Sau đó chúng ta sẽ khiêu chiến ngược lại với nó. Bây giờ đi anh cần kiếm thêm vài người nữa để đóng giả chung với chúng ta. Đi. Ok anh ơi, đi. La la la, qua kiếm giùm mày rồi, giùm mày ơi. Đúng rồi, biết nghe đúng là fan cứng rồi đó. Hay. Siêu cứng vậy. Anh siêu cứng đang giúp tôi xử mấy bọn Pha Ke mà. Nếu mà bây giờ tụi tôi có kế hoạch này, bây giờ bà chuẩn bị cho tôi nè, fan siêu cứng nè, bà nè, giờ thêm tầm 8 cái, 7 cái gì đi, 7 cái áo mà màu đen che mặt lại hết luôn, hiểu không? Có mặt nạ luôn. Được rồi, nhớ là có thêm mặt nạ nha, để cho không nhận diện ra ai là ai đó. Được rồi, giờ thì vô làm đi, nhanh lên. Bây giờ thì đi theo anh. Tiếp theo là chúng ta rủ thêm mấy đứa kia nữa mấy bạn ơi. Không biết bây giờ tụi nó đang ở đâu nữa. Em hay thấy mọi người đang đứng ở trong. Ê tụi bay. Thôi ngâm anh Gio đi cầu cá cha chùi cái lá chuối bị sâu lông bắn. Ôi sao mày không có mày. Ai gảnh không? Gì hả? Anh Hi Ha. Em đang ngồi ăn thôi có đâu. Tụi tao đang chuẩn bị làm một cái gọi là khiêu chiến với bọn sinh tố Pha Ke. Nên là bây giờ tao cần tụi bay đứng vô đứng ngoài sau cho tao nói chuyện kiểu như nhìn đông đông nhìn nó hùng hổ á, hiểu không? Ồ được. Rồi. Em không ghét bọn ba siêu cứng á. Được rồi, bây giờ cứ bây giờ gì fan siêu cứng ba sinh tố Pha Ke ông nội. Sinh tố Pha Ke. Bà tát thôi. Bà tát này nó điên lắm mấy ngáo ơi. Em nói khùng nó thì điên tâm em. Rồi. Thôi được rồi. Một xíu nữa thì tôi quay nhớ qua nhà của tao nha. Ok anh ơi. Ok đi ơi, siêu cứng ơi, ăn xong đi, ăn sang quay qua. Đi đó các bạn ơi, bây giờ thì chúng ta chuẩn bị kế hoạch này là đỉnh cao các bạn ơi. Ok các bạn ơi, tụi mình đã có đồ trang phục và cũng như là mặt nạ rồi. Băng của mình sẽ tất cả đều sẽ đeo mặt nạ con thỏ nha. Bây giờ những người này đã đóng giả rồi nè các bạn ơi. Đó. Được rồi, còn Hoàng siêu cứng thì đi đến đó nhớ bấm quay cam giùm anh. Được rồi, bây giờ thì đi tao nhanh lên tụi bay ơi. Rồi lên đây các bạn ơi. Mình thấy quay trên núi, ngọn núi này là hay lắm luôn á mấy bạn ơi. Quay trên núi này chắc nó không nhận ra là trên núi làng sinh tố đâu mọi người à. Được rồi, lên. Rồi, Hoàng siêu cứng em chuẩn bị bấm quay giùm anh nha. Rồi, em đã chuẩn bị. Rồi. Nghe nói là tụi mày muốn khiêu chiến tao mà đúng không? Ở này tụi tao có những anh em như thế này, bên mày là có những người nào giỏi thì đi kiếm tụi tao đi. Tụi tao kiếm được nhà tụi mày đó. Tụi mày có kiếm được nhà của tụi tao không? Nếu mà mày kiếm được á, tụi tao bò chui qua háng của mày cũng được. Và lúc đó tụi mày có thể phá nhà tao sao cũng được. Nhưng mà nhà của tụi bay thì đừng để tụi tao biết được. Tụi tao biết được gặp cái nào phá cái đó, đúng không anh em? Đúng rồi. Đừng để, đây là những đàn em của tao. Còn tao là người trưởng của cái team Inti sinh tố này. Tụi tao xin hứa, nếu mà gặp lũ sinh tố đâu, tụi tao sẽ đập ở đó, mày biết không? Đúng vậy.
Ok, cắt ok, ok. Hợp lý rồi đó anh em ơi, xử lý, dọn cái này đi, dọn cái hình này đi. Rồi, đi. Sau đó được rồi, anh em làm vậy thôi là được rồi đó. Giờ giải tán nha anh em ơi, nhớ là đừng có mặc cái skin này đi ra đường. Ừ, vậy thôi, đơn giản thôi. Sao ạ? Hù dọa tôi nói thôi mà. Đúng rồi, nhớ là không được lộ cái bộ đồ này ra cho ai biết nha. Nếu mà nó biết được tụi bay chính là đang đóng giả này, nó đánh hay bà luôn đó. Hôm nay tôi sẽ cố gắng câu được 10 con cá luôn. Ủa gì vậy? Ủa Ba Siêu Cấn có chuyện gì vậy? Phản hồi rồi sao lẹ dữ đời. Chắc là tụi nó đang cây cứu lắm á. Dùm đây. Ok, mở đi. Bắn xin to, xin gửi là tuyên chiến tới cái lũ mặt nạ thỏ. Cho tụi bay biết, muốn thì nổ cái địa chỉ ở đây. Tụi tao kiếm tới này, tao xử tụi bay. Tao còn những cái bãi mà tụi bay ghi sau lưng tao đây, thì với mỗi chữ tương ứng, tụi tao sẽ bẻ một cái răng của tụi bay. Ôi giời ơi, chồng tụi nó cây cứu dữ em ơi. Trời ơi, nó đòi bẻ răng luôn. Đúng rồi, nhưng mà tụi nó cũng có biết ai đâu mà nó làm. Ok, nếu như vậy chúng ta đã tạo ngụy biện ra một cái vỏ bọc là anti để đấu với tụi nó, vậy là hợp lý đấy mà. Đúng rồi, vậy là tụi nó sẽ không có gì ta, tụi nó sẽ đi tìm cái con. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ đúng rồi, tụi nó sẽ không quan tâm đến mình nữa, hợp lý á. Bây giờ thì chúng ta tiến tới cái bước gọi là xây một cái làng giả mạo để cho gài bẫy tụi nó thôi. Nhưng mà chúng ta vẫn không lộ diện ra. Đúng rồi, anh xây chỗ nào mà xa cái làng này. Ừ, nhiên rồi, được rồi, bây giờ thì hai người đi theo tôi. Đi, kiếm em tụi nó đi Jimmy, chúng ta xây một cái làng giả mạo thôi. Được rồi tụi bay ơi, bây giờ tụi bay giúp anh. Bây giờ xây nha, mỗi đứa chia nhau xây một căn nhà, xây làm sao cũng được, xấu đẹp thì không quan trọng. Nhưng mà nhìn nó giống một ngôi nhà đã xây của một gọi là tổ chức xíu, hiểu không? Và chúng ta im lại đây coi. Bây giờ thì chúng ta chỉ dùng những cái màu gọi là nhà bằng gỗ, nhưng mà cái máy hay là mấy cái đồ trang trí bên trong anh muốn tụi bay á phải trang trí bằng hai màu thôi, màu đỏ và màu đen, hiểu chưa? Ok. Nhớ chưa. Còn bây giờ thôi, bắt tay vô đi. Được rồi, bây giờ tụi nó đang xây cái làng ở đây rồi các bạn ơi. Còn mình thì mình sẽ chui xuống dưới và mình còn làm một cái lớp gọi là TNT ở bên dưới. Mình muốn gài bẫy cho tụi nó đi đến ngôi làng này một cái thôi là bảo đảm 100% một đống TNT này sẽ thiêu rụi tụi nó luôn á mọi người. Ok, bắt tay vào thôi. Ok các bạn ơi, bây giờ mọi người đang bắt đầu xây mấy ngôi nhà ra rồi mọi người. Còn tôi thì tôi ở đây có 4 chiếc gương to chứa đầy TNT luôn nha mọi người. Được rồi, bây giờ thì mình sẽ lấy chứ một mớ chứ, sau đó thì chúng ta sẽ đào xuống này nha mọi người. Ủa này không phải hả trời, vậy đâu mới phải ta. Ờ gì kỳ vậy trời, vậy là tôi làm nó không đủ rộng rồi đó bạn ơi. Hình như này, đây cái này mới đúng rồi bạn ơi. Ồ vậy là bên này mình chưa xây đủ rộng các bạn ơi. Mình sẽ lót ở dưới này là một đống TNT luôn nha. Khi mà tụi nó mà vô đây thì thấy bà tụi nó luôn rồi đó, là các bạn hiểu rồi ha. La 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 TNT. Lập hết. Ok, khu này ok đó, mình qua khu khác thôi. Rồi, bây giờ đã xây xong phần khung của cái mái nhà rồi. Bây giờ thì mình sẽ lắp lên cái nóc nhà nữa là xong. Ok các bạn ơi, cái của mình xong rồi nha. Bây giờ thì mình sẽ đi lên đó các bạn ơi. Một cái làng đã được xây rồi đây. Ồ sao rồi, Phan Siêu Cưng? Đâu. Đúng rồi, nội thất là phải màu đỏ đen vậy là hợp lý đó. Ôi, còn Jimmy xây cái gì đây? Tôi xây cái gara để xe. Gara để xe. Đó má, trời ơi, gara để xe làm chi bà nội ơi, bà gánh quá.
Bà xây nhà thôi là được rồi, bà tưởng tượng đi. Một xíu mà TNT nổ mà nó nổ hai chiếc xe này luôn, uổng không? Trời đất ơi, đầu tư vậy. Đầu tư vậy hơi hơi lố rồi đó. Ê ok, bây giờ thì mình sẽ xây tiếp bên này các bạn ơi. Rồi, thêm cây. Kêu xe trả công cho CG 50 nha. Rồi rồi rồi. Đây nè các bạn ơi. Ôi mình đã làm cái khu này để kiểu như là để tụi nó nhận diện ra được cái khu này là của gọi là NT sinh tố tim nè các bạn thấy không? Có logo luôn nè mọi người. Cái là chế NT sinh tố tim. Ờ nhưng mà đến lúc đó tụi mày đã xây thôi, còn kế hoạch để anh lo cho, hiểu không? Tụi mày chứ ở làng cho nó yên án đi. Tao chỉ sợ là tao chỉ sợ là tụi nó đến làng mà không gặp tụi mình đó, hiểu không? Đó mới là vấn đề đó. Nên là bây giờ mình cứ tiếp tục cái này đi. À, hợp lý nha. Còn bên đây nè, còn bên đây nữa. Gì đây, gì vậy? Nè xe giùm bậy nha. Nó mà nổ một đống TNT ở dưới nha là tao cào đầu từng thằng luôn nha. Trốn công là vô ích luôn á. Không sao. Trời ơi. Rồi kế hoạch vậy là ok đó. Bây giờ kế hoạch của mình ok hết rồi nha các bạn. Cái này có 1 nhà 2 căn, 3 căn nè, 4 căn, 5 căn và 6 căn các bạn ơi. Thêm một cái chỗ này nữa là 7 căn. Nè. Hey, fan siêu cứng, bây giờ em check thử coi là tụi nó đã gửi email hay là gửi video gì mới chưa, coi thử coi. Ok, để em vô nhà em lấy laptop nha, đợi xíu, đợi xíu. Rồi. Rồi, mấy anh đợi em một xíu, em vô em lấy laptop cho nè. Đây, có rồi nha ơi. Đâu, coi, mở đi. Có không, có không, em coi thử coi. Để ơi kìa 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 kìa. Mấy thằng này nó đang cay cú cái tụi NT này lắm các bạn. Được rồi đó, một phần kế hoạch của chúng ta gần như là hoàn thành rồi mấy bạn à. Bây giờ thì ngày hôm nay đến đây thôi được rồi. Chúng ta đã tốn thời gian để xây cái này nhiều lắm rồi. Bây giờ anh em mình về nghỉ ngơi đi. Còn cái nơi này tạm thời lưu tọa độ lại nha Phan Siêu Cứng. Chúng ta lần sau sẽ bắt đầu xử tụi nó. Được rồi anh em, về đây. Về nghỉ ngơi thôi. Cứ để em cái làng ở đây đi, không ai ai muốn xài cho xài luôn các bạn ơi. Đi về đây. Trời, cái làng này cũng khá là xa nha các bạn ơi. Nhìn cái độ rộng và hoành tráng của nó đi, rất bự luôn đó mọi người. Và bỏ đảm 100% mấy thằng kia khi mà xuống đây với một đống TNT ở đây, bỏ đảm 100% nó cũng chết thôi à. Các bạn ơi, nếu các bạn muốn mình quay tiếp cái trận đấu tiếp theo thì comment ở bên dưới nha. Chúng ta sẽ kích hoạt cái làng này cùng với lại lũ sinh tố và ke kia đó mọi người. Còn bây giờ đây, bye bye. See ya!